thanh toán viện phí tại kiosk bệnh viện. Giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Bước 1, bạn đến khu vực đặt kiosk của bệnh viện, quét thẻ khám bệnh tại kiosk hoặc quét mã vạch trên sổ khám bệnh của mình. Bước 2, màn hình của kiosk sẽ hiển thị các thông tin đăng ký khám như thời gian khám, chuyên khoa khám, bác sĩ khám để bạn lựa chọn. Bạn chọn các thông tin đăng ký khám phù hợp để tiếp tục. Bước 3, màn hình kiosk hiển thị thông tin và số tiền khám bệnh. Bạn thanh toán bằng cách quẹt thẻ khám bệnh hoặc sử dụng mobile banking của ngân hàng để quẹt mã QR code hiển thị trên màn hình kiosk. Bước 4, màn hình thông báo giao dịch thành công. Kiosk sẽ tự động in phiếu khám. Bạn đến phòng khám để khám bệnh theo hướng dẫn của bệnh viện. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.